Kính chào quý vị, tôi là MC ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý vị cùng lắng nghe bản tin trợ lý ảo điểm báo 18 giờ hôm nay, ngày 27 tháng 4 năm 2023. Thưa quý vị, lần thứ ba thử nghiệm Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên chạy 6 chuyến chở tổng cộng 2.000 khách tham quan. Ngày 26 tháng 4, đoàn tàu ba toa dài hơn 61 mét của Metro số 1 chạy thử qua 8 nhà ga trên cao với hành trình 12,3 km. Tàu chạy 6 chuyến, bắt đầu từ 8 giờ 40, chuyến cuối lúc 16 giờ. Mỗi lượt chở khoảng 300 khách tham quan. Trong ngày chạy thử lần đầu cuối năm ngoái, tàu chỉ chạy qua 5 nhà ga với hành trình gần 9 km. Lần thứ hai tuyến metro chạy thử 11 km hôm 15 tháng 4, chở đoàn công tác chính phủ khi vào thành phố Hồ Chí Minh làm việc. Lần chạy thử này, tàu rời ga suối tiên đến ga An Phú, phường Thảo Điền, với thời gian khoảng 20 phút. Hai lần trước tàu chỉ chạy tới ga Bình Thái và ga Đạch Chiếc. Thưa quý vị, trong ngày 25 tháng 4 có 5.561 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 266.174.292 liều. Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.552.845 liều, mỗi một là 70.907.973 liều, mỗi hai là 68.451.493 liều, mỗi bổ sung là 14.343.892 liều

Số liều tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi là 18.656.014 liều, mỗi 1 là 10.211.477 liều, mỗi 2 là 8.444.537 liều. Thưa quý vị, sau khi kết thúc chuyến thăm Cộng hòa Argentina, Chủ tịch Quốc hội Dương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục thăm chính thức Cộng hòa Đông Uruguay. Theo lời mời của Chủ tịch Thượng viện Đông Uruguay, Chuyến thăm diễn ra vào dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Đông Uruguay nhằm củng cố quan hệ hữu nghị, đoàn kết truyền thống và ủng hộ lẫn nhau giữa hai nước, nâng cao hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có tiềm năng và cùng quan tâm, đồng thời thúc đẩy khả năng khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và khối thị trường Trung Nam Mỹ Mercosur. Việt Nam và Đông Uruguay thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 11 tháng 8 năm 1993 quan hệ hữu nghị và đoàn kết truyền thống giữa hai nước được thể hiện qua sự ủng hộ lẫn nhau trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây cũng như phát triển đất nước hiện nay. Đông Uruguay được đánh giá là thị trường đầy tiềm năng đối với Việt Nam. Quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước duy trì đạt tăng trưởng và còn nhiều dư địa. Chuyển sang phần tin quốc tế. Hãng tin Tass của Nga ngày 26 tháng 4 đưa tin nước này đã quyết định trục xuất 10 nhà ngoại giao tại đại sứ quán Na Uy ở Moscow nhằm đáp trả một quyết định tương tự của Na Uy trước đó. Quyết định được đưa ra sau khi Na Uy ngày 13 tháng 4 ra thông báo trục xuất 15 nhà ngoại giao tại đại sứ quán Nga ở Oslo mà chính phủ Na Uy cho là tiến hành các hoạt động không phù hợp với thân phận ngoại giao. Trong thông báo ngày 26 tháng 4, Bộ ngoại giao Nga tuyên bố 10 nhân viên của đại sứ quán Na Uy tại Nga và văn phòng tùy viên quốc phòng là những người không được quan ngân. Bộ trên cũng nêu rõ các biện pháp khác sẽ được thực hiện đối với các đại diện của Navi. Đặc biệt, Moscow có thể áp đặt các hạn chế đối với việc tuyển dụng nhân viên là người Nga của các cơ quan ngoại giao Navi. Thưa quý vị, tài liệu mật bị rò rỉ của Mỹ cho thấy Trung Quốc đã phát triển mạnh năng lực không gian, có thể gây rủi ro với vệ tinh của Washington. Ở Washington Post ngày 25 tháng 4 dẫn tài liệu tình báo bị rò rỉ của Lầu Năm Góc, cho hay Trung Quốc đang thúc đẩy phát triển các học thuyết và năng lực vũ trụ đến mức gây rủi ro cho các tài sản không gian trọng yếu của Mỹ và đồng minh. Một tài liệu cảnh báo Trung Quốc có thể gây nhiễu vệ tinh thông tin liên lạc và tình báo của Mỹ, làm suy giảm năng lực hoặc phá quỷ các vệ tinh cảnh báo tên lửa đạn đạo trong kịch bản xung đột quân sự với Đài Loan nổ ra. Tình báo Mỹ cũng đánh giá chương trình không gian của Nga nhiều khả năng sẽ giảm suốt trong thập kỷ tới khi đối mặt với cạnh tranh toàn cầu tăng, các lệnh trừng phạt của phương Tây và sự trỗi dậy của tập đoàn SpaceX. Hàng loạt tài liệu tình báo của lầu năm gốc, trong đó có những văn bản đóng dấu tuyệt mật, đã được tung lên mạng nhiều tháng qua. Thông tin tình báo bị rò rỉ bao gồm các đánh giá của Lầu Năm Góc về chiến sự Ukraine, cũng như hoạt động tình báo của Mỹ với đối thủ lẫn đồng minh. Thưa quý vị, nhiều người nước ngoài tiết lộ họ muốn sách vali và đến Việt Nam ngay sau khi xem bộ phim của Netflix. A Tourist to Love nhận được nhiều đánh giá tích cực với nội dung kể về chuyến đi của Amanda, một chuyên viên du lịch Rachel Lay Cúc Đóng, đến Việt Nam hậu chia tay bạn trai. Hầu hết cảnh phim được quay tại Việt Nam. Nhiều người nước ngoài nói bộ phim đã khắc họa được hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Quan trọng hơn, bộ phim còn truyền cảm hứng để họ đưa Việt Nam vào danh sách phải đến trong thời gian tới. Peter M. Ma Hôn, huấn luyện viên thể hình người Mỹ, có vợ gốc Việt và từng tới Việt Nam khoảng 4 đến 5 năm trước. Sau chuyến hành trình từ Nam ra Bắc, anh nhận xét Việt Nam thực sự quá đẹp và đặc biệt mê bãi biển Đà Nẵng. Khi cùng vợ ngồi xem phim, anh hào hứng vì được nhìn lại những nơi đã qua và cả các điểm chưa thể đặt chân đến. Peter thích khung cảnh ngày Tết khi sinh dẫn đoàn khách về thôn chàng nơi được lấy bối cảnh tại Hà Giang vì mọi thứ ở đây khác hẳn những gì anh đã trải nghiệm ở thành phố trước đó. Việt Nam được hiện lên tươi đẹp, độc đáo và giàu bản sắc văn hóa. Tôi vốn yêu hội anh và dường như đã yêu hội anh thêm sau khi xem phim. Qua cách sinh tự hào khi giới thiệu về Việt Nam với thế giới, tôi như thấy mình đang sống trong cảm xúc của anh ấy. Tôi nghĩ mình có thể đóng vai sinh và đem vẻ đẹp Việt Nam kể cho thế giới. Lan Trang, vợ Peter, chia sẻ. Thưa quý vị, sông đá lớn đứng im hàng nghìn năm nay do phủ đầy đá thạch anh, nhưng khi lại gần bạn vẫn nghe thấy tiếng róc rách của nước. Sông đá khổng lồ này được cho là hình thành cách đây 10.000 năm. Giới nghiên cứu cho rằng, vào thời điểm đó, các sông băng bao phủ đỉnh của các rặng Tagernai ở độ cao tới 4.800 mét. Dưới sức nặng của những sông băng này, đỉnh núi bị nghiền thành hàng triệu tảng đá lớn. Khi băng tan đi, những mảng đá từ từ trượt xuống, tạo ra sông đá lớn. Con sông đá dài 6 km, rộng khoảng 200 mét, phần rộng nhất của sông là 700 mét. Lòng sông sâu khoảng 6 mét, được bao phủ bởi các khối đá qua lớn, trung bình nặng khoảng 3 đến 4 tấn. Sông đá lớn được gọi là sông bởi nhìn nó giống sông, không phải vì nó có khả năng chảy. Sông đá hàng nghìn năm qua vẫn nằm bất động, nhưng điều thú vị nhất là khi du khách lại gần con sông này, bạn có thể nghe thấy tiếng nước róc rách kia. Âm thanh này được tạo ra bởi những dòng suối nhỏ chảy bên dưới các tảng đá. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo xin được tạm dừng tại đây cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại trong các bản tin sau thân mến chào tạm biệt